Xin chào quý vị, đây là chuyên mục đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn biết và luôn tự hào Việt Nam là nước xuất khẩu lúa gạo cũng như tiêu hay một số nông sản khác đứng đầu thế giới. Nhưng cũng có nhiều băn khoăn vì sao những nông sản của Việt Nam không có giá trị cao trên thị trường thế giới và người nông dân, những người một nắng hai sương vun trồng những loại cây đó thì không có được thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Trong buổi đối thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghịch lý này. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chúng tôi, giáo sư, tiến sĩ, nhà nông học Võ Tòng Xuân. Vâng, xin chào giáo sư, rất vui lại được gặp lại giáo sư để tiếp tục những câu chuyện về ngành nông nghiệp của Việt Nam. Ao ao sản xuất, chật vật tiêu thụ hay sản xuất nhiều nhưng năng suất và giá trị chưa cao là hai cụm từ tổng kết về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa hiệu quả. Đây đang là những vấn đề bức thiết trong phát triển nông nghiệp. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ được xác định là khâu then chốt. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn nhiều yếu kém, nguyên nhân là do trình độ khoa học của nhiều lĩnh vực còn thấp, hệ thống nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ còn chậm so với yêu cầu thực tế đặt ra. Bên cạnh đó, sự tham gia của các doanh nghiệp trong nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ còn yếu và thiếu. Trước thực trạng này, để duy trì tăng trưởng của ngành sản xuất nông nghiệp, cấp thiết phải đổi mới về nhận thức và cách tiếp cận trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các yếu tố về khoa học công nghệ. Chúng ta đều biết là Việt Nam có đứng đầu thế giới rất nhiều ở lĩnh vực trong nông nghiệp về sản lượng cũng như là mức về sản lượng xuất khẩu và diện tích cây trồng nữa. Thế nhưng mà cũng có một cái điều băn khoăn là vì sao hàng hóa nông nghiệp của chúng ta không có được cái giá trị cao trên thị trường thế giới? Có những cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái điều này thưa thầy? Cái nguyên nhân chủ yếu là cái hàm lượng chất xám của các cái sản phẩm của chúng ta nó không có nhiều. Lấy thí dụ như là mình mở một cái bao gạo của Việt Nam mỗi dịp xuất sang một nước nào đó, ví dụ nước Philippines đi, thì mình cũng thấy 2-3 loại gạo trong đó. Chất lượng của gạo của chúng ta như thế thì nó không thể nào mà cái người tiêu dùng họ trả cái giá cao được. Gạo hoặc là đường chẳng hạn, thì thấy rõ ràng là nếu mà bà con nông dân chúng ta mà cứ tiếp tục sản xuất lúa như thế này á, không có cái sự liên kết giữa bốn nhà đó, thì rõ ràng là làm theo kiểu kinh nghiệm cổ truyền là nó đưa tới những cái thất bại rất là lớn đối với người nông dân của mình. Khi mà giáo sư vừa nói rằng là gạo của Việt Nam nó không có được gọi là thuần chất khi mà xuất khẩu, vì người ta có thể thắc mắc là khi mà người ta ra siêu thị chẳng hạn thì thấy rất nhiều các loại gạo được đóng gói, phân loại đâu ra đó, giống nào ra giống đấy, Nàng Thơm Chợ Đào hay Tám Thơm, rất nhiều loại gạo đặc sản của Việt Nam được đóng gói và được phân loại, giá bán cao hơn giá bán ngoài chợ bình thường rất là nhiều. Đúng. Thì chúng ta sẽ cắt nghĩa cái điều này như thế nào? Như nãy là anh Đức nói là ở trong siêu thị thì đây là những loại gạo mà có thương hiệu. Thương hiệu là do cái doanh nghiệp đó họ có cái dùng nguyên liệu rõ ràng và họ chăm sóc dùng nguyên liệu đó, và mỗi người nông dân họ sản xuất theo cùng cái quy trình mà nhà doanh nghiệp đã đưa ra. Cho nên cái gạo đó là nó an toàn vệ sinh thực phẩm và nó rất một giống. Còn cái loại gạo mà anh Đức nói là bây giờ mà đại trà thì mà xuất khẩu mà hàng trăm ngàn tấn đó thì là do các cái doanh nghiệp của chúng ta họ không có cái nguồn nguyên liệu, là họ chỉ toàn là có thể nói là họ toàn mua từ các cái thương lái, mà ông thương lái ông đi một chiếc ghe từ đầu này qua đầu kia, thì ông nông dân này trồng một giống, ông nông dân thứ hai trồng giống khác, ông nông dân trồng thứ ba, thì các cái lúa này nó gom chung lại nhau. Thấy cái hạt nó có giống giống nhau thật, nhưng mà coi kỹ là không phải, cùng một giống. 3-4 thứ này chất lượng khác nhau mà ta ăn thì cũng... Do đó mà nếu mà chúng ta tiếp tục làm cái kiểu này thì gạo Việt Nam chúng ta là tiếp tục là không có thương hiệu và cái giá luôn luôn là thấp hơn giá của nước ngoài. Khi mà nhà khoa học triển khai những cái thành tựu nghiên cứu cho nông nghiệp thì rõ ràng ai cũng nhìn thấy những cái ứng dụng tốt của nó. Thế nhưng mà đồng thời nó cũng vấp phải một cái thói quen cố hữu, đó là bao đời nay người ta vẫn trồng, vẫn cấy và cây nó vẫn lên, nó vẫn cho năng suất. Thì bên cạnh cái thói quen, cái rào cản đó thì nó còn có những khó khăn nào khác nó dẫn đến việc là ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp còn đang gặp nhiều khó khăn thế này? Tôi nghĩ cái thói quen mà cố cụ nhất á, là cái tự hào của bà con nông dân mình là lão nông tri điền. Nói tôi cái này ông nội tôi làm rồi. Tôi hiểu rồi, về đất đai hôm nay hết. Ba tôi làm, bây giờ tôi khuyên tôi làm. Khi mà mình nói là bây giờ đó bà con chúng ta nên bón lót, phần lớn bà con nông dân chúng ta lại nói cái này là tôi đâu có điên khùng gì mà tôi bón phân khi mà chưa có hộp lúa nào. Cho nên để chờ có lúa lên rồi mới là bón phân xuống. Bà con mình không thấy rằng là một
chục ký lô phân bón vào đó thì cây lúa chỉ ăn được 4 ký, 5 ký thôi. Còn 5-6 ký là nó mất hết. Nó bay vào trong khí quyển. Những cái khí mà từ khí đạm này nó bay lên đó, từ trong ruộng lúa mà do nông dân mình bón sai đó, thì nó độc hơn là cái khí carbonic là gấp 210 lần. Tức là bà con nông dân chúng ta trồng lúa mà trồng kỹ thuật sai như thế này đó, thì là họ làm cho biến đổi khí hậu rất là nhanh. Nhưng mà cái tác hại đó cũng chưa có nặng bằng là nó làm cho bà con nông dân chúng ta phải tốn thêm tiền để mà mua thuốc, tốn tiền thêm để mà mua phân bón và tốn công để mà xịt bằng là rải thời phân. Mình nói là cái hàm lượng chất xám trong hạt gạo mình nó thấp, nó kém là ở chỗ đó. Với kinh nghiệm đưa kiến thức khoa học kỹ thuật về với bà con nông dân trong nhiều năm qua, thì giáo sư có thể tổng kết lại về một vài những cái cách thức nào hiệu quả nhất trong cái việc mà truyền bá hay là phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân để có thể tăng giá trị của những loại cây trồng. Bây giờ chỉ có một cái mà liên kết bốn nhà là nó hay nhất, và nhà nào cũng phải lo chăm sóc cho cái người, tức là ba nhà kia, tức là nhà nước cũng như là nhà doanh nghiệp và nhà khoa học, phải chăm sóc cho và coi chừng nhà nông, và đặc biệt là cái nhà doanh nghiệp là có vai trò quan trọng nhất. Nếu chúng ta làm một cách chặt chẽ như thế thì bà con nông dân không có làm tự ý mình nữa, và từ khi mà chỉ cần hai vụ đầu thôi thì tất cả bà con nông dân họ sẽ theo đúng cái quy trình. Xin cảm ơn giáo sư Võ Tòng Xuân rất nhiều về những chia sẻ của ông. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày mai.